nó có một cái cung đường đi xuống. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi nha. Em nhớ là đồng tháng một đường á. Đây là tour lét nhiêu gâu này. 365 ngày di chuyển. Trời ơi, đánh dốc làm khổ đi. Đấy. Xịt lè lè cây đâu. Bây giờ mấy anh em mình cũng đã tập hợp ở đầu cái đường đi xuống dưới biển nha quý anh em. Thì bây giờ để tiếp theo màn chương trình là mình vậy đâu anh. Nghe nói mấy anh kia giờ nó đi con mực rồi. Trời đúng. Cái bó này mơ nha. Nhưng mà ta xào vào cả nước nha. À đù. Nhanh nhé. Nhẹ bài nhanh dưới. Thì giờ hai anh em mình sẽ đi xuống kêu sò hôm trước. Kiếm sò này kêu quá nha. Không nước nè. Không nước là không được nha. Đây mình nói với mấy bạn nha. Đây là một người rất là đam mê hấp sò. Hấp sò. Ai không đam mê hả bạn? Thanh đá sò. Ai mà không đam mê là không phải là đàn ông. Đây rồi. Ồ em. Rồi, buổi câu mực sẽ chính thức bắt đầu ngay từ bây giờ nha quý anh em. Thì bên đây là một cái bờ đơ để mà nó chứng nước nha, nó chứng nước khi mà bão lên nha quý anh em. Làm những cái ủ này là để mình đi cho nó khỏi trượt này. Xuống biển tự nhiên thấy cái lòng mình nó thoải mái này nè. Người nó nhẹ lòng. Hôm nay anh em mình đi rất là đông nha mọi người. 5-6 người vậy, 5-6 cặp là được 10 người. Không an toàn là bạn mà tai nạn là thù vậy rồi. Giờ mình cũng chuẩn bị cho mình một cái áo phao từ bên dịch vụ anh Bảo đây. Nghe mới đưa thì mình mặc thôi nha quý anh em. Thì cũng không riêng gì mình mà hai đứa con nhỏ cũng được mặc áo phao này. Là dễ thương, rất dễ thương. Đây nha quý anh em thì đây nha quý anh em thì cái áo phao mới là nó có cái còi quay rồi là bút buồn đây là cái còi đây là nó làm gì đây em còi đó kẹp mình rớt xuống là đường là chúng nó không rớt à còn hao thì mình cứu còi đó vậy là khi nào anh em mà rớt xuống mà cần cứu hộ là mới buồn quá thổng đâu lồng tên nó chưa đi mà đã ngồi anh em rồi rồi thôi bây giờ anh em mình sẽ mua win ra một chơi nha đỡ ra kia anh dạng mực cho thèm quá để chỗ kháng đèn ra này đây là quán anh Bảo nha quý anh em thì mình sẽ lướt nhẹ một cái thực đơn ở bên đây đó thực đơn đây nguyên nhân này, đeo chủ quá này bạn. Rồi chào, chúc cho đoàn đi chơi vui vẻ nha. Rồi, câu được chiến lợi phẩm. Nói chung là em cũng hy vọng rằng em câu cũng tầm 5-7 mực cỡ con 5-7 ký gì đó. Rồi em cũng có đam mê. Rồi cố gắng lên, có mấy anh em nhân viên sẽ hỗ trợ câu cho đoàn. Rồi, okay. Rồi đi chơi vui vẻ. Rồi bây giờ là anh em mình sẽ mua ra ngồi kia nha, anh em không có đứng đây lằng quằng nữa. Thấu thì đó. Nhiều cái thấu thì đó kêu em ngầu đây bên trái. Đất liền mà ra tới cái chỗ mà leo lên ghe đi tầm khoảng cỡ 50 mét nha quý em. Đây là cái loa phát thanh ở dưới nhân lý mà nó nói là suốt ngày suốt đêm luôn. Ưu tiên chị em phụ nữ. Mét thì tụi người tôi đâu còn dưới gớ đâu ta. Phải bước lên cho anh. Rồi diễm nó đi em, anh chị đi gớ cho nó khỏi vung này. Trời ơi, tèo chuẩn bị cái gớ lên cho chị em. Quá thiệt vậy. Phải, tôi chuẩn bị đâu, ông nói em đúng. Ê. Tôi chuẩn bị chứ ai đâu mà chuẩn bị cái gớ không. Ê đồ. Được. Đâu bây giờ thì mình sẽ lên trước và tên lên sau nghe quý anh em. Mình thì ít con nên là mình giao cho cặp bé chừng hiện nước. Sao các bạn? Ôm vô con, ôm vô. Sao mà bỏ cho nó ba mà bỏ lên cái đầu vậy? Không, ngầu lại. Ngầu lại cho nó dựng nha. Dựng không? Em kêu lè, cô biết có thử rớt con mình nhìn cái em có rớt. Bây giờ là các thành viên chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Bà dưới trong chân em hả?
Em pháo. Đờ, em qua em ngầu chỗ đây. Giật lấy em. Đưa mẹ. Coi nó rớt nha tí. Ối mà đụng ông cứ là cái này. Coi bật lưới là nó rớt cái mấy. Thì là máy của anh Hân quay rất là sáng nha các bạn. Sáng luôn á. Thì bây giờ cái chuyến đi câu mực này là theo như mấy anh em mẹ dẫn mình đi là phải là câu buổi tối nha các bạn. Chứ thật sự là quay buổi sáng thì biển nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như bây giờ quay tối là cái kiểu là ánh sáng nó không có đủ á. Thì có gì mấy bạn thông cảm nha, cố gắng zoom lên xem nha. Chính thức khởi hành nha các bạn. Tên lên anh lái cho đi. Thì cái tour này là anh này là anh dẫn đoàn đó, anh em nào mà về Bình Định á mà cần đi câu mực hay là bất cứ đâu trên cái địa điểm mà Kỳ Co này, Eo Gió này á, là cứ chút xíu nữa mình sẽ đưa đề cái link số điện thoại cho của thằng em này cho các bạn nha. Hello đội chứ. Còn các bạn mà muốn đi mà không xe xe liên lạc với ông chú lái đi nha. Trong đảo 3 giờ mà không vừa. Đây là thuyền trưởng. Thấy hãy tìm cảo dương tự cuối cùng rồi. Bật sáng hết cỡ lên tay để quay được nè. Là bắt đầu là gió biển nó dập rất là dữ nha anh em. Mấy chị em đang quéo cò. Đó thì địa điểm du lịch của mình đã đến rồi nha. Xa xa kia là mình thấy là có cái lòng thang là mình thấy y bài quá. Ông anh trai là ông đưa cái dây vô để kéo vô được tiền nha. Mình cảm thấy là gió thì nó đang dập rất là mạnh. Sao chị em có bị say sóng không? Không, nhưng mà gió quá à. Gió thổi bay tóc mái luôn. Vui. Hứa hẹn sẽ là một cái đêm câu mực vàng hải sản tuyệt vời nha quý anh em. Đây giám đốc nay đi có giám đốc Văn Danh đây tuyệt vời. Người em chơi với mình chúng mấy anh em chung nhóm là được 6 anh em rồi các bạn. 6 anh em nhớ. Danh ở đâu sao rồi giờ 6 anh em mà đúng rồi. Anh nhớ dài lắm. Thôi giờ mình sẽ lên đây nha. Giữ an toàn nha. Ấy là nhà con chưa mà thấy
cả đường lắm với ông giỡn không? Nói mấy chuyện luôn hả? Quen rồi sao? Quen rồi sao? Em dân đi biến xuống mà góc đi. Biển rất là mát. Chuột mà để tao bỏ nước. Lý xì. Kéo làm rồi để lâu cho em. Làm 2 năm rồi anh. Ở 2 năm mẹ. Chuột hay đẹp lấy tiền. Có bắp chế. Ké đâu? Ké này. Anh Trung đến đâu? Trung là tập tạ thôi chứ mình không chắc thằng em đâu. Lấy cái đèn lên giờ, lấy cái đèn lên giờ. Thì bây giờ là mình sẽ đi đến cái chỗ mà có thực mới dựng được đạo nên là mình sẽ lại đồ ăn trước này. Thấy có một anh mặc áo vàng rất là dễ thương luôn. Đây là cá mình vừa. Này là cá mình vừa bắt lên luôn anh. Ừ. Tướng mình này đã rồi ta sao cho biết sao ai tướng đã tay hết trời. Em ngồi đây em chưa ăn mà giờ ở đâu em lắc lư luôn. Thì mình sẽ tiến, mình thấy bên kia nó có một cái đoàn là nó có những cái bạn nhí. Mình sẽ qua đây thử nha, mình sẽ quay lép nha các bạn. Để giờ mình câu có thu hoạch gì không anh? Mới câu rồi. Đây là chắc mình nghĩ là mấy ông anh cũng đi du lịch giống như mình vậy nè. Đi trải nghiệm. Đây bao nhiêu lâu nè, hỏi. Đó, bên này có mấy bạn nhí rất là dễ thương. Được mấy bạn đây, 4 bạn luôn. Sao mình chưa đi mà giờ mình cảm giác mình say rồi anh em. Mình chưa uống bia mà sao mình say mẹo. Ta say, trời đất cùng say. Gạo có bị say không? Im luôn luôn. Chung mà mình thấy anh em mình chưa có ai vô miếng cơm miếng nước nào hết mà giờ người nào mơ hết rồi. Rất là lách nha nè. Không biết là bữa thu hoạch của mình thì có hay không thì chưa biết nha. Mình đây con mình rất là đẹp trai. Chào anh. Ui, lách quá anh em ạ. Wow. Thấy ở ngoài kia nó có hai cái phao rất là to mà mình không biết là đỡ làm cái gì. Em, cho anh hỏi từ hai cái phao ngoài kia đỡ làm cái gì em? Cái đó gọi là người ở địa phương gọi là cái chè lé. Là đỡ làm cái gì đỡ, người ta tạo cái bóng mát cho con cá nó tập trung vào nó ở. Như lại là con mực nó vô đây nó để trứng. Rồi sao mình ở đây? Mình làm gì nó? Mình câu. Rầu thì giờ mình mới hiểu được là lý do tại sao nó có hai cái đó nghe nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi khám phá từng thành viên. Bây giờ mình sẽ đến với siêu hài mang tên Hotel. À đưa quên cái gì lạ vậy không? Mà lên. Quen thả cái tay ra. Anh quen mà anh đỡ nó nước vậy. Quen ra chớ. Thôi chớ rồi. Đưa đường vết nó chỉ quen chưa. Anh quấn em quấn cái dây đây. Được chưa? Giờ anh em mình sẽ kiếm gì ăn nhớ rồi nha. Nãy giờ mình dạo một vòng á thì mình thấy là mấy anh em mình là không có biết cách câu. Thì giờ là mình sẽ coi thử thằng em này nó dùng con tôm giả này. Bây giờ em quen một cái ra thử em. Rồi. Chua che vậy mà biếu. Điểm trọng tâm là ở ngoài chỗ hai cái ụ kia nè. Cái chỗ đó nó có đồ ăn á nên là nó tập hợp rồi đó. Thì hy vọng rằng sẽ câu được một con mực tầm 7 kg thôi nha anh em. Thế mình mà mừng người ăn 7 kg là chưa? Đây, thành quả đầu tiên là một con tôm tít mà không phải là mình câu được mà là nghe nó xuống nước hết lên các bạn. Ở dưới này nó có những con tôm với những con mực nó chạy lên quanh dưới đây nè mà nó không chịu ăn. Thì bây giờ mình sẽ bắt con tôm này mình bỏ nó mình nướng trực tiếp luôn. Bây giờ muốn bắt con này làm sao em? Bắt con này nướng làm sao bạn? Mình chết rồi sao? À hay. Rồi mình bỏ là mình nướng được rồi.
này mình sẽ thử mình trải nghiệm mình nướng con tôm sống luôn nha anh em. Nãy giờ chưa có câu được con mực nào hết anh em. Chết rồi. Nãy giờ mình chưa ăn gì hết, chiều giờ đâu dám ăn đâu. Này có ốc này đây mà mình biết con. Hình như con này là con mình còn mình biết là con này con ốc dụ nè. Con này là con ốc cái quăn kẹt. Chưa, đây nó làm một tô mì. Đây là con ốc cẩm nè. Con này là ốc ốc gì mình biết nữa bạn. Ốc đá hay mình kêu ốc đá mẹ. Còn con này là con cá. Thôi giờ mình sẽ xin một con tôm. Mình review cho các bạn coi một con tôm nha. Tôm này là nó nhảy đuổi đuổi mang lên nè. Cho anh em con tôm được không? À, em cho em con tôm được không? À, của mình mà. À, của mình hả? Rồi. Rồi vậy bây giờ mình sẽ review con tôm tại chỗ đây luôn các bạn. Mình đói bụng quá. Mở bạn nha. Nó còn sống sống thì nó ngon các bạn. Tôm đó là của mình mà mình dùng được. Tôm. Trời đã quá nè. Bữa mình qua mình mở vợ mình. Mở cho em một hai cái muỗng anh. Dạ dạ. Ê ê. Đây rồi anh em ơi. Nãy em nói như rồng mà. Tụt quá mình say qua anh em, chắc mình lên bờ trước nha. Thiệt. Bây giờ em ở đây em quay đi. Thôi giờ quay cái gì giờ này nữa ông thằng. Vậy giờ lên bờ em. Lên bờ ơi. Quay vô, giờ chịu hết nấu các bạn. Em quay điện thoại có mình không em gọi nha. Rồi ok. Lấy điện thoại đứa nào quay giờ rồi anh lấy. Bây giờ quay từ đây mà đó. Chưa nhậu mà mình say mẹ rồi anh em. Xíu nữa em mới kia này anh quay. À có cái ghế đó đi em. Bây xíu nữa lấy cái đèn pin nha. Đó cho cái đèn pin trên ghi á. Nhớ lấy đèn pin. Xíu nữa vô bờ em mở cái nắp hầm cho anh quay. Quay rồi. Ngầu đá anh nhờ. Say sắp mày. Bây giờ kiếm con mực để quay mà không có mực hả. Em say quá không? Em bị say quá không? Bây giờ có mà tuần quay không? Người gọi đi. À để lên kia chặt cắt. Nhìn da vô. Cái chuyến câu mực của anh em mình thì đến bây giờ nói chung thực sự là nó cũng đã đến hồi kết nha các bạn. Vợ mình ói 2 lần, anh Hân ói 4 lần, vợ ông Hân ói 3 lần, hai đứa con Hân đứa 1 lần. Mình thì mình nằm la liệt. Nói với hôm nay là thực sự là đi trúng cái ngày gió lớn quá các bạn. Vâng. Anh phải quay cái đầu tóc của anh là để chứng minh đây. Đây các bạn hãy vô mấy nhân vật đây. Giờ đầu tóc của thành combo treo. Không xuống được luôn. Dạ lớn các bạn. Mực cho. Nhiều. Anh em mình công mực nhiều mà sao đó. Thì thôi thì mình hy vọng là anh em mình sẽ cố gắng có một cái một hôm câu mực anh. Như là anh em ở dưới này là người ta nói là phải buộc một kiểu như là cái này là mình coi thời tiết trước là bữa đây đúng không? Đây là mình đi bất ngờ quá. Mình đi bất ngờ quá đâm ra là ra nó gió và nói chung là nó cái bè nó đung đưa dữ quá. Đây mấy chị em chịu cũng nổi. Thậm chí là tên cũng ói luôn. Còn mình thì ói chắc chắn rồi. Mình nằm la liệt chứ mình chưa ói. Là lúc anh ói là anh rụng là em lúc đó la liệt ấy. Không. Vậy bây giờ anh em mình cũng thôi kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Thì mong các bạn sau này có về Bình Định thì mình cũng muốn các bạn trải nghiệm một lần để ói như thế nào các bạn. Bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye nha. Kênh Hân Hô xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Sâm Tố Nữ Tuệ Linh đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi trải nghiệm hôm nay. Cả nhà cùng xem và ủng hộ kênh nhé ạ.